Các bạn thấy trên màn hình thì sàn Binance sẽ đưa ra một cái đồng hồ đếm ngược riêng cho cái sự kiện Bitcoin Halving. Bây giờ các bạn thấy là ở trên Binance thì còn 93 ngày nữa là chúng ta sẽ đến cái ngày Halving của Bitcoin. Nhưng mà các bạn thấy là dựa theo đồng hồ của sàn Binance thì cái ngày Halving của Bitcoin sẽ là ngày 6 tây tháng 5. Khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu được đưa ra từ Binance.com thì đây là một điều rất khác khi mà các bạn nhìn vào những cái đồng hồ đếm ngược mà nhiều người sử dụng. Một trong những đồng hồ đếm ngược nổi tiếng mà chúng ta biết tới đó chính là BitcoinBlockHalf.com Thì các bạn thấy là đồng hồ này nói là chúng ta còn tới 100 ngày nữa mới tới ngày Bitcoin Halving có nghĩa là dài hơn là cái số ngày ở trên Binance.com tới 7 ngày có nghĩa là dựa theo cái đồng hồ đếm ngược của BitcoinBlockHalf.com thì tới ngày 12 tây tháng 5 chúng ta mới tới ngày hiện tượng halving thì có thể là nhiều bạn muốn biết là tại sao chúng ta lại thấy cái sự khác biệt giữa cái đồng hồ đếm ngược của Bitcoin Block Half với lại đồng hồ đếm ngược của sàn Binance và tại sao cái ngày Bitcoin halving lại bị thay đổi các bạn thấy được là cách đây khoảng chừng là hơn 6 tháng thường làm cái video 371 nói về Bitcoin halving thì lúc đó các bạn thấy là cũng trên trang web bitcoinblockhalf.com thì cái ngày halving chuẩn đoán là ngày 22 tới tháng 5 năm 2020 nhưng mà bây giờ đã bị dời lại ngày 12 tây có nghĩa là sớm hơn 10 ngày thì nhiều bạn sẽ nghĩ là tại sao ngày Vinh lại bị dời lại thật ra ngày Vinh có thể được thay đổi có thể là sớm hơn có thể là chậm hơn đây là một điều mà nhiều người không để ý tới và trong video ngày hôm nay tôi sẽ giải thích về cái lý do tại sao mà ngày Vinh có thể đã bị thay đổi và sau khi mà thường giải thích, thường nghĩ là các bạn sẽ thấy rất dễ hiểu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như các bạn thích video này hay là các video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển trước khi mà chúng ta trở lại với lại cái đề tài của video ngày hôm nay thì thường muốn nói một ít về coronavirus các bạn thấy là hiện bây giờ chúng ta đang nằm ở trong một cái tình trạng mà nhiều quốc gia đã lên tiếng là không cho một số người nhập cảnh vì lý do lo ngại về cái sự lan tỏa của bệnh dịch coronavirus và các cơ quan y tế của quốc tế cũng đã lên tiếng nói là coronavirus là một bệnh dịch rất nguy hiểm thì chúng ta nhìn vào cái map này của coronavirus đây là cái map được đưa ra bởi johns hopkins là một trong những cái tài liệu mà nhiều người tin tưởng thì các bạn thấy được là trên cái map này thì bây giờ case confirm đã lên tới 12.037 Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ phía dưới các bạn thấy là cái đường màu vàng mà đậm hơn này Đó chính là bao nhiêu case ở bên Trung Quốc Và cái đường mà nhạt hơn ở phía dưới đó chính là case ở quốc tế Thì rất rõ ràng các bạn thấy là cái số lượng case ở Trung Quốc Cái số lượng người mà nhiễm bệnh đã tăng lên rất cao Và tăng lên với một cái độ rất là nhanh Dựa theo tài liệu này thì đã có 259 người tử vong 281 người đã được hồi phục và Box Mining, một trong những YouTuber nổi tiếng của thị trường crypto thì cũng đã làm rất nhiều video nói về coronavirus và dựa theo Box Mining thì khi mà cái bệnh dịch SARS xảy ra vào năm 2003 thì ở thời điểm đó bệnh dịch SARS kéo dài lâu hơn nhưng mà cái số lượng người mà nhiễm bệnh đã thấp hơn so với cái số lượng người mà bị nhiễm bệnh của coronavirus nhưng mà một điều mà chúng ta cần phải lưu ý tới là những tài liệu này là những tài liệu thu thập từ các quốc gia được đưa ra và có rất nhiều người đặt nhiều nghi điểm về các tài liệu được đưa ra bởi Trung Quốc. Tại vì các bạn thấy là có thể là bệnh dịch coronavirus chỉ mới được nói tới trong vòng 2-3 tuần này. Nhưng mà có thể là Trung Quốc đã thu thập tài liệu từ cái tây rất lâu. Nhìn vào một cái biểu đồ khác nữa được đưa ra bởi công ty Tencent thì để chúng ta dịch ra tiếng Việt để các bạn thấy được là tài liệu này thì bây giờ là các chỉ số trên đây có giống như là chỉ số của John Hopkins hay là không thì các bạn thấy là hiện tại trên trang web này là có 11.910 case đã confirm đang nhiễm bệnh so với The John Hopkins thì chúng ta thấy là đã thấp hơn nhưng mà không thấp hơn bao nhiêu cái số kế tiếp các bạn thấy là 17.988 này đây là cái số người nghi ngờ bị nhiễm bệnh cái số lần chữa khỏi là 269 và số người chết là 259. đây là tài liệu được đưa ra bởi trang web hỗ trợ bởi công ty Tencent. trở lại của đề tài của video ngày hôm nay liên quan tới Bitcoin Harvin, Thì tôi nghĩ là Bitcoin Halving điều đầu tiên các bạn cần nên biết là tính theo cái số block, mỗi 200 là 10.000 block là sẽ có Bitcoin Halving một lần, chứ không phải là tính theo thời gian ấn định. cho nên thời gian sẽ bị di chuyển nếu như mà một block trung bình được đào nhanh hơn hay là chậm hơn. Khi mà nói tới đào thì có hai yếu tố rất quan trọng mà thường nghĩ là những bạn nào mà tham gia đào những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin thì cũng đã biết. Điều đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là tốc độ đào. Và điều thứ nhì chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái sự may mắn khi các bạn đào. Thì để hiểu rõ hơn thường sẽ đưa ra một ví dụ cho các bạn. Giả sử như là các bạn chơi xí ngầu cho bạn muốn đổ ra con số 6. Thì nếu như mà các bạn có càng nhiều xí ngầu, khi mà các bạn đổ xí ngầu các bạn càng có nhiều cơ hội để được một con số 6. Đó chính là tốc độ đào. Tốc độ đào càng cao thì cơ hội của các bạn tìm được một lốc càng cao hơn. Nhưng mà ngược lại một người chỉ có một con xí ngầu duy nhất vẫn có cơ hội đổ một lần mà được con số 6. Đó chính là cái yếu tố liên quan tới cái sự may mắn. Thì cũng tương tự các bạn có thể là có tốc độ đào thấp hơn là một cái hội đào nhưng mà các bạn vẫn có thể may mắn tìm được một lóc trước cái hội đào đó. Đó chính là yếu tố may mắn. Cộng hai yếu tố này lại là căn bản một block tìm được trung bình là bao nhiêu thời gian thì khi mà các bạn nói tới cái sự may mắn khi mà đào Bitcoin thì điều đó không ai thay đổi được nhưng mà một điều mà có thể thay đổi được đó chính là tốc độ đào và các bạn thấy được là tốc độ đào của Bitcoin trong vòng một năm qua từ tháng 2 năm 2019 cho tới ngày hôm nay càng ngày càng tăng lên mà chúng ta có nhận được nhiều tin tức là cái tốc độ đào liên tục đạt được đỉnh mới như là càng ngày có càng nhiều người tham gia vào để mà đào Bitcoin thì cơ hội kiếm được một block sẽ càng nhanh hơn cho nên sẽ làm giảm đi cái thời gian trung bình mà tìm được một block và điều này đã khiến cho cái ngày Bitcoin hai bình bị dời lại nhưng mà ngày thực sự là bao nhiêu không ai có thể biết được, các bạn thấy được là ngày 12 tây hay là cái ngày 6 tây được đưa ra bởi sàn Binance, đây chỉ là những cái dự đoán là ngày nào sẽ có cái sự kiện halving, tại vì trên căn bản là chúng ta không biết được là những block sau này trung bình là tốn bao nhiêu thời gian mới đào được, cho nên những con số này sẽ liên tục thay đổi dựa theo là mạng lưới của Bitcoin một block trung bình là tốn bao nhiêu thời gian để mà đào thì có thể nhiều bạn sẽ hỏi là nếu như tốc độ đào cứ tiếp tục tăng lên thì có phải là Bitcoin ra đời ngày sẽ càng tăng nhanh hay không 21 triệu Bitcoin có thể là được đào rất lẹ Thật ra Bitcoin khi mà được phân phối là đi theo một lịch trình đã có sẵn trước đây thì trong cái giao thức Bitcoin có một điều mà chúng ta cần phải biết tới đó chính là difficulty factor hay là cái độ khó đào của Bitcoin khi mà tốc độ đào của Bitcoin tăng lên thì các bạn thấy được đây chính là cái biểu đồ trong vòng một năm qua liên quan tới độ khó đào của bitcoin cũng đã tăng theo tốc độ đào nhưng mà có một điều ở đây là độ khó đào của bitcoin không tăng lập tức khi mà tốc độ đào tăng lên mà phải tốn một thời gian trung bình là 2016 block mới thay đổi, mới điều chỉnh lại độ khó một lần. Có nghĩa là trung bình khoảng chừng 2 tuần độ khó đào mới điều chỉnh lại và có thể điều chỉnh lên hay là điều chỉnh xuống. Tùy theo là tốc độ đào của Bitcoin trên mạng lưới nhanh hay là chậm. Và các bạn thấy được là cái lần kế tiếp mà cái độ khó đào Bitcoin sẽ bị điều chỉnh đó chính là còn khoảng 9 ngày nữa. Lúc đó thì độ khó đào sẽ tăng lên 4,09%. Tại sao? Tại vì cái hash rate tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin đã tăng lên và thường hy vọng là sau khi xem video này các bạn hiểu rõ hơn là tại sao mà cái ngày Bitcoin Harvard cứ liên tục bị thay đổi. Và tôi cũng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn là một trader, các bạn thích trade margin thì các bạn có thể tham gia xem Netflix. Tất cả các link nằm ở phía dưới video này. Nhưng mà trade margin chỉ dành cho những bạn nào mà trade chuyên nghiệp, không dành cho những bạn mới. Tại vì trade margin có nhiều nguy hiểm. Trên màn hình cũng có link đó chính là các video Thuận đã làm cho sàn NAPEX Nếu mà nào mà thích giao dịch altcoin thì có thể tham gia sàn Binance Sử dụng link của Thuận Capital các bạn sẽ được giảm 10% Như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình sàn sẽ trả về trực tiếp trong ví của các bạn khi các bạn giao dịch Ngoài trừ là các video các bạn có thể tìm thấy những bài viết của Thuận Capital ở trên ThuậnCapital.com Trang web này thì Thuận và đội của Thuận Capital sẽ tiếp tục đưa ra nhiều thông tin hữu ích cho các bạn tham gia vào thị trường crypto này Và ngoài trên YouTube thì tất cả các video của Thuận Capital sẽ được đăng ở trên library Đây là một nền tảng phi tập trung Các bạn cũng nên đăng ký để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube Tất cả các link sẽ nằm ở phía dưới video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ